Hiện tại Hải đang thi đấu ở Pháp cần thời gian để hòa nhập. Chúng tôi chia sẻ khó khăn và thuận lợi với Hải. Tôi biết mọi cầu thủ có khát khao không riêng Quang Hải. Khi chúng tôi trao đổi, tôi hiểu cảm giác suy nghĩ và đồng cảm với Hải. Cậu ấy mới sang Pháp được 4 tháng, thời gian chưa lâu nên cần thời gian thích ứng với lối chơi của Po FC. Tạm thời chúng ta không thể can thiệp đòi người vì những điều khoản trong hợp đồng. Tôi tin Quang Hải sẽ có cách. Chúng tôi sẽ nỗ lực thuyết phục câu lạc bộ đó là chia sẻ của huấn luyện viên Park Hang-seo về khả năng Quang Hải tham dự AFF Cup 2022 vào cuối năm. Quang Hải là cầu thủ duy nhất của bóng đá Việt Nam đang thi đấu ở nước ngoài. Anh cũng là ngôi sao hàng đầu mỗi khi lên tuyển. Quang Hải luôn được mặc định một suất đá chính nếu không gặp vấn đề về sức khỏe. Rõ ràng tầm ảnh hưởng của Quang Hải lên đội tuyển quốc gia Việt Nam là rất lớn. Anh là hạt nhân quan trọng trong chức vô địch AFF Cup 2018, tuyển Việt Nam lọt đến tứ kết Asian Cup 2019 và vào đến vòng loại thứ ba World Cup 2022. Có Quang Hải tuyển Việt Nam có thêm một cầu thủ có khả năng tạo đột biến cao, có thể giải quyết trận đấu, tài năng đã được kiểm chứng bằng các giải đấu quốc tế. Quang Hải quyết định ra biển lớn khi sang châu Âu thi đấu. Và đặc thù của bóng đá châu Âu khác xa so với bóng đá trong khu vực. Hay nói cách khác, Quang Hải đã dấn thân vào cuộc chơi chuyên nghiệp thực sự, ở đó anh phải tuân thủ các nguyên tắc quốc tế. FC thi đấu ở giải hạng nhất Pháp. Ở xứ Lục Lăng, họ luôn có tiến trình thi đấu rõ ràng. Trong hợp đồng có sự tách bạch giữa nhiệm vụ quốc gia và lợi ích câu lạc bộ. Họ không chấp thuận điều khoản nhà Quang Hải về tham dự AFF Cup 2022. Đó là điều hết sức bình thường khi ở thời điểm này, leader trở lại sau khi World Cup 2022 kết thúc và bước vào cuộc đua khắc nghiệt mới. Họ cần đầy đủ lực lượng nhằm phục vụ các ý đồ của đội bóng, qua đó hướng đến mục tiêu của cả một tập thể bản thân quang hải cũng cần có thêm thời gian thích nghi khẳng định bản thân thông qua các buổi tập để tìm suất thi đấu bỏ qua 4 năm trận ở thời điểm quan trọng của mùa giải quang hải cũng bỏ qua cơ hội cạnh tranh vị trí với các đồng đội xét về lý và tình pofc và quang hải đều cần nhau quang hải bày tỏ sự khao khát muốn thi đấu ở aff cup 2022 tuy nhiên chỉ khi nào có sự chấp thuận của pofc vff mới đưa tiền vệ này về đá ở giải đấu vào cuối năm có sự phục vụ của quang hải tuyển việt nam sẽ có thêm sức mạnh bởi như thừa nhận của huấn luyện viên park hang seo không có quang hải sức mạnh của đội tuyển việt nam sẽ ảnh hưởng cậu ấy là tiền vệ tấn công xuất sắc nhất là người duy nhất của đội tuyển việt nam chơi ở nước ngoài có quang hải tuyển việt nam sẽ mạnh hơn song nếu ở lại pháp để tiếp tục cạnh tranh vị trí khẳng định tài năng cũng là sự lựa chọn tốt cho quang hải khi anh đã đặt mục tiêu thành công trong lần xuất ngoại này Nhìn sang Thái Lan, Chanathip Songkrasin cũng đã từ chối dự AFF Cup 2022 vì anh muốn nghỉ ngơi, đó là nguyện vọng chính đáng khi bản thân các cầu thủ đã vươn tầm khu vực, bước vào môi trường thi đấu chuyên nghiệp. AFF Cup là giải đấu quan trọng với các đội tuyển quốc gia trong khu vực. Tuy nhiên, khi các cầu thủ ở Đông Nam Á dần khẳng định tên tuổi, tìm kiếm môi trường thử thách ngoài khu vực, việc họ không thi đấu ở AFF Cup cũng là điều dễ hiểu. Tất cả đều vì những mục tiêu của câu lạc bộ cũng như cá nhân ở từng thời điểm hợp lý.